Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 9 tháng 2, nước này đã ghi nhận thêm 97 ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, cùng 3.062 ca nhiễm mới ở 31 tỉnh thành trên cả nước. Trong số các ca tử vong mới, có 91 ca ở tỉnh Hồ Bắc, 2 ca ở An Huy, 1 ở Hắc Long Giang, một ở Hải Nam và một ở Cam Túc. Như vậy tính đến hết ngày 9 tháng 2, tổng số trường hợp tử vong do virus ncov tại Trung Quốc đã lên tới 908 người, trong khi số ca nhiễm lên tới 40.171 người. Tính đến cuối ngày 9 tháng 2, tổng cộng đã có 3.281 bệnh nhân được xuất viện sau khi sức khỏe hồi phục, chỉ riêng trong ngày 9 tháng 2 có 632 bệnh nhân được xuất viện. Ngoài Trung Quốc đại lục, hai ca tử vong khác do virus ncov đã được xác nhận tại Philippines và đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc.